Rian đọc lại khuôn ai Côn chất tì sở lạnh Rương rá nực nông chì vật ní Cư bất chất mọc xmạnh nà Biến bà nhà hà mình chết chọp Rương mũi mình toàn chọp sọp cổp hóng Rương mũi tiết có cạt là Chia bằng to bằng to Thưa áo chì vật nơi hát nâng đọc sài Chất có chạp đàm khoal khoài Nơi này Thôn thọp Cốc rương ra Bằng cóp bằng cả tới chia vị bạc phơi chất Phước tay rồi vô khóa kết vị bà nhà hát tương ổn nụ Rồi hốt đào phê khắc Chóng khuôn anh chốt nâng bà nhà hát Sài mình chân Rơ khuôn mình ruồi Vì hạ bầy đôi chữ cả đạn cốc Nâng thơ tờ rồi nạc cảm phơi chất khuôn anh Giáng thôn thông ngồi chân Tám cặp vật tự Rương rá nịp bà nhà hát đại cạt lăng nạc nông chì vật Bà côn cất tạc nông phơi vật chùm miến Vìa chì bọt vì sao chì vật muối đo sông khẳng Đã thơ ao chì vật rộng bọc côn Miến sạch đầy khla hát nâng bà chô mốc Chìa muối nâng vìa Hai vìa cà thơ ở côn rừng muóm nông ca chấp bằng Tô tăng chìa mũi nâng bà nhà hát tăng ổn nút phong đài Bà nhà hát cạt lắng nâng nông chì vật càng tờ chân Chì vật côn càng tờ rừng muóm nông cạn đọc sài Côn trời tờ riêng đọc lãnh khuôn ánh Ôi miến xì rầy phiệp Ôi chật côn bàn sọ sài Rịch rí chìa mũi nâng tìm phốc khang kài khla Tha tao bị sọ sát dàng ná Chúc chôn khuôn ánh nâng nông phốc ngô ngực tiệt tư Rồi nơi đầm bầy xoay rốc sẽ kể đầy sốc ai khuôn ai phong Chí vất côn thầy Côn trớ tờ rốt bằng tò Côn ấy Mái trong prap thà Chí vất ở bằng côn cứ bất chờ miền đầm lấy nát xâm rạp mẹ Đôi chân này môn nâng côn cất trong thuộc bạp khuôn ai Côn trớ cất đó là bạch đô ngồi bằng mẹ phong Bộ côn cư chế bạch đốn Nâng chế thả làm bà mắt ở rụt bọc mài Bà côn miền rương ở vấy Côn cất tờ mớ thà Chị vật mài ách rụt bàn sọc tế Bộ cà nà bà côn khôi chất Mái có khôi chất Côn chứ Mái có chứ mình khóc vì côn lại Nâng bêl đại côn miền bà nhà hà vầy mối nâng khăn ông chị vật Mà núp đại côn trở kết môn kế Cư mài Côn ách này dây bạp mai bán Hai mai nâng chìa dìm chui đọc sài bà nhà hà ở côn Côn cùng lẹp tục nông chất mà nẹ ảnh ấy Mai đăng thà côn khlạch mai bà rộng Khlạch mai cực tràn Nâng khlạch mai bị bạc chân Tại bà sân chìa côn mình bạp ở mai bán đắng Côn lẹp tục xâm ngọm chư chất tài mà nẹ ảnh Rồi hốt đọc côn phước bạp luôn ảnh lái chong rô to tờ tiên Bà côn cạt ấy Chị vất ở rộng bằng mai có bị bạn nâng rộng nợ đài Mà núp đại côn sở lãnh Kê cơ bọt côn Kê mình xa mọt cho mùi nâng côn Kê chốp sở lãnh côn Kê bọt bằng côn cháu Kê mình ai đầm lại côn Kê thua ở côn khôi chất Côn cua không thua bạp luôn ảnh ấy Côn trở đăng thà Côn nở miền mai đá sở lãnh côn Nở miền mai đá sở mọt cho mùi nâng côn Nâng nở miền mai đá mật thật lập kết bọc bóng côn cho mặt đoàn nà lời Mai nở kháng côn trên nịch Chi vật ở rộng bọc côn cư miền đầm lại nà Đôi chân nà côn trở tờ rốt to tờ mục tiệt nà côn Côn cùng cạt tục Rốt tay kê mình ai đầm lại côn Tại côn trở kết thà Ta côn miên đầm lại đã kết trời ỏi đại rưu tế
ឆាកល្ខោនជីវិតកូនអើយនៅក្នុងរឿងកុននិងទូសម្ដែងជាច្រើនចូលរួមសម្ដែងដូចជាទូឯងទូរងទូស្លូតទូកាចទូកំសត់ទូសបាយទូច្រណែនឈ្នានីសជីកជន់និងទូវាយដំច្រំធាក់ជាដើម យ៉ាងណានៅក្នុងរឿងជីវិតនេះក៏ដូចគ្នាគឺមិនខុសពីរឿងកុនល្ខោនឡើយគ្រាន់តែថារឿងជីវិតគឺតម្រូវតួអង្គតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះជាអ្នកសម្ដែងគឺយើងខ្លួនឯងហើយត្រូវសម្ដែងជាតួគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ទាំងស្លូតទាំងកាចទាំងកំសត់និងទាំងសប្បាយហើយអ្នកនិពន្ធរឿង នឹងអ្នកដឹកនាំរឿងជីវិតនេះគឺយើងខ្លួនឯងដែរពេលខ្លះដើរតួជាសទ្ធីដែលមើលទៅហឺហាហឹកហាក់មានមាសមានពេជ្រពាក់ជ្រែកខ្លួនសំញែងគេឯងដូចជាអស្ចារ្យសម្បំណាស់មានរបស់ប្រើប្រាស់សុទ្ធតែទំនើបទំនើបឡានវីឡា ស្អាតសង្ហាដុល្លារគិតៗចាយវាយយ៉ាងខ្ជះខ្ជាយពេលខ្លះដើរតួជាអ្នកក្រីក្រកំសត់ទុរគុតអត់ឃ្លានគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិរស់នៅយ៉ាងវេទនារោគប្រឹកខ្វះល្ងាចរោគល្ងាចខ្វះព្រឹកជីវិតពិតជាតោកយ៉ាក់ណាស់ខ្វះសពខ្វះគ្រប់ប្រាំងទាំងយប់ប្រាំងទាំងថ្ងៃ នៅតែគ្មានអ្វីប្រសើរឡើងសោះពេលខ្លះដើរតួជាតួអង្គសុភាពរាបសារមានចរិយាមារយាទថ្លៃថ្នូររំទុំស្គាល់ចាស់ស្គាល់ទុំស្គាល់បាបស្គាល់បុណ្យស្គាល់គុណស្គាល់ទោសឈឺឆ្អើរជួយយកអាសាគេគ្រប់គ្នាធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនស្រឡាញ់រាប់អានច្រើន ពេលខ្លះដើរតួជាតួអង្គកាចឆ្នាស់ឆ្នើមគំនិតពឹសពុលសាហាវប្រៃផ្សៃគ្មានក្តីមេត្តាដើរតែឈ្នានេះគេបង្កប់បង្កើតរឿងឆ្លោះទាស់តែងឥតឈប់ឈរសម្ដោដោយមនុស្សស្អប់គ្មានអ្នករាប់រងសាច់រឿងខ្លះយើងមិនចង់សម្ដែងទេ ប៉ុន្តែកម្មដែលខ្លួនបានសាងវាតម្រូវឲ្យយើងត្រូវតែសម្ដែងរឿងរ៉ាវជីវិតក៏ត្រាមមិនអស់សាច់រឿងចម្រុះមានខុសមានត្រូវមានសាយសប្បាយមានយំសោកសៅកម្មអ្នកតម្រូវត្រូវតែសម្ដែងពេលខ្លះដើរតួអ្នកមានស្ដុកស្ដង់ពេលខ្លះតួយំក្រៀមក្រំក្រៃឡើង ពេលខ្លះទួយៈពៈមុខសំញែងបៀតបៀនគេឯងឥតក្រែងរអាពេលខ្លះទួឯងខ្លះទួកំសត់ពេលខ្លះទួកបបអត់ខ្លាចនោណាគំរាមទាត់ធៈកັບចៈប្រហាអក្រឫស្យាពីដើមដល់ចុះអ្នកនិពន្ធរឿងគឺយើងខ្លួនឯងហើយអ្នកសម្ដែងខ្លួនឯងគ្រប់សព ដើរតួស្រឡាញ់តួខ្នាញ់តួស្អប់សម្ដែងមួយសពរហូតចប់រឿង
រៀនរស់តាមផ្កាឈូកូនអើយផ្កាឈូកជាផ្កាដែលអ្នកផងចូលចិត្តថ្វាយត្បិតតែផ្កាឈូកដោះចេញពីភក់ក៏ពិតមែនតែវាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងឡាយត្រូវការវាដើម្បីយកបូជាព្រះនិងតុបតែងលម្អកន្លែងទីសក្ការៈផ្សេងៗដូច្នេះកូនត្រូវរៀនធ្វើខ្លួនឲ្យដូចជាផ្កាឈូក ជាទីត្រូវការនៃជនទាំងឡាយធ្វើខ្លួនឲ្យមានតម្លៃកុំបោះបង់ខ្លួនឯងព្រោះតែគេមិនឲ្យតម្លៃទោះបីគេមិនឲ្យតម្លៃក៏តម្លៃរបស់គោនៅតែមានចិននេះគឺគោមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរផ្កាឈូកទោះបីត្រូវសត្វដែលរស់នៅក្នុងទឹកព្យាយាមចាក់ស៊ីត្រួយខ្ចីរបស់វាយ៉ាងណាក៏ដោយ កបកាឈូកនៅតែប្រឹងប្រែងលូតលាស់ដោះចេញមករហូតផុតពីទឹកយ៉ាងរឹងមាំបញ្ចេញនៅសម្រស់ដ៏ទាក់ទាញសម្រាប់មនុស្សទាំងឡាយចំណែកកូនក៏ដូចគ្នាកូនកំកដិចត្រួយខ្លួនឯងព្រោះតែអ្នកដទៃមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយកូនត្រូវតែរឹងមាំប្រឹងប្រែងលូតលាស់តទៅមុខទៀតកូនត្រូវចាំថា កូនមានពុកម៉ែចាំផ្ដោះកម្លាំងចិត្តឲ្យកូនគ្រប់ពេលកូនកំប្រុសតែមនុស្សម្នាក់ដែលកូនស្រឡាញ់កូនសុខចិត្តការទុកក្រំគ្រាវេទនាចិត្តតែកូនបែរជាបណ្ដោយឲ្យបាត់បង់ឱកាសដែលកូនត្រូវបានសុខជាមួយមនុស្សដែលស្រឡាញ់កូនយ៉ាងច្រើនមានឪពុកម្ដាយបងប្អូនជាដើមទៅវិញបើកូនព្រមស្លាប់ ដោយការធ្វើអត្តឃាតដើម្បីមនុស្សដែលមិនស្រឡាញ់កូនតើគូគាត់បីនឹងឪពុកម្ដាយដែលខំបីបាច់ថែរក្សាកូនចិញ្ចឹមមកតាំងពីតូចរហូតដល់ធំទាំងដែលកូនមិនទាន់បានតបស្នងសងគុណគាត់ផងនោះដែរឬទេតើការស្លាប់របស់កូនមានតម្លៃដែរឬទេកុំព្រោះតែមនុស្សម្នាក់ដែលមិនស្រឡាញ់កូន សុខចិត្តបោះបង់មនុស្សរាប់សិតអ្នកដែលស្រឡាញ់កូនមនុស្សទោះបីអត់ពីមនុស្សម្នាក់នោះក៏កូនៅតែមានខ្យល់អាកាសដកដង្ហើមរៀនឲ្យកូនសុខចិត្តឈប់ដកដង្ហើមព្រោះតែមនុស្សម្នាក់នោះទៅវិញផ្ដាំជីវិតថ្មីជាមួយនឹងអ្វីដែលថ្មីដែលល្អនឹងរស់នៅបន្តឲ្យមានក្តីសុខជាមួយនឹងមនុស្សដែលស្រឡាញ់កូន កុំគោះរំលងសេចក្តីសោកខ្លួនឯងព្រោះតែមនុស្សដែលធ្វើឲ្យកូនឈឺចាស់ហើយក៏កំកប់ខ្លួនឯងក្នុងអតីតកាលដល់អាក្រក់តទៅទៀតឯងងើបឡើងមកណាកូនហើយលុបមុខឲ្យចេះទឹកភ្នែកតែងខ្លួនឲ្យស្អាតរួចឆ្លោះកញ្ចក់មើលមុខខ្លួនឯងបន្ទាប់មកសួរខ្លួនឯងថាតើអញនៅល្ងងដល់ពេលណា ហេតុអ្វីបានជាត្រូវឈឺចាស់សម្រាប់ទឹកភ្នែកព្រោះតែមនុស្សម្នាក់ដែលមិនជាប់សាច់ឈាមអ្វីបន្តិចតួទៅសោះអីចឹងប្រយោជន៍អីដែលអញត្រូវមកឈឺចាស់ដោយសារអ្នកដទៃនោះអញត្រូវតែរស់នៅដើម្បីមនុស្សដែលស្រឡាញ់អញតទៅទៀតកូនត្រូវចាំថាដរាបណាជីវិតរបស់កូននៅមានដង្ហើមដកកូននៅតែមានសង្ឃឹម ដូច្នេះកូនត្រូវព្យាយាមញញឹមដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងណាកូនកាលដើមផ្កាឈូកនៅក្នុងភក់ធំក្លិនអាក្រក់ល្អមិនល្អតែឈូកប្រឹងដោះទាំងត្រដោឈូកលាស់បានល្អគួរអស្ចារ្យ ចង់សក់ត្រូវបាត់ទ្វារកូនអើយកម្មបានតាក់តែងសត្វលោកឲ្យកើតមកហើយមានផ្នែកសម្រាប់មើលមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់មានមាត់សម្រាប់និយាយក៏ពិតមែនហើយតែមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមិនចេះប្រើប្រាស់របស់ទាំងអស់នោះឲ្យមានប្រយោជន៍កាត់ទុកមិនសុខចិត្តអត់មានសេចក្តីសុខ
có đôi xa tập này trời chia nâng ngọt nụ đài đôi chân này bà con chọn bàn tích ở đây sau hai xa ngọt con trai tệ bật thuyê đâm bày ọc rùm bàn tùm tùn miền chất tốc sát à rộng xem xê đài vừa chôn một tam thuyê tăng lại nụ bật thuyê khăn ông tin đi cứ bật thuyê bàm ạ của sao bật thuyê phần này cầm ai khoai khoai bởi tệ khơi rụp đàm mần lọ bật thuyê trời chia cầm ai cắt tốc bởi tệ sạp lưu xâm lấy đàm mần bì rùa trời bật thuyê muôn cầm ai chết tay nì dây bọc bánh bọc bọc ọt bởi giáo rưu nì dây khá miệng đàn cầm nọt cầm trời ọp rùm phần này ọp rùm trời chia ọp rùm muôn cầm ai chết tay mơ cầm ai chết tay sạp nâng cầm ai chết tay nì dây muôn ở rộ bọc cồn trời nì dây đòi mệt ta phần này cho rộ bọc cồn trời tay mơ đòi ca bị cha ra nà trời chia ở rộ bọc cồn trời sạp đòi ca cất bọc cồn bật thuyết bàn lọ hà sạch ở đây khoa khoai rơ mạnh mình miệng đòi cồn nụ cồn nâng bàn sạch ở đây sọc ngọp giang bật bật cọt sẵn rùm cài sẵn rùm vi cha sẵn rùm chặt đảm bày bật thuyết bàn.